tất cả những cái loài mà gọi là cá mới, cá trắng hết nha mọi người. Đó, mọi người thấy không? Trong đợt này á có cả nền tím xanh nha. Wow, đây là cái nền hiếm nha mọi người. Nền hiếm cho nên là cá này sẽ khó câu lắm luôn đấy. Bạn nào mà câu lên được thì xịn sò cực kỳ luôn. Rồi, bây giờ các bạn muốn mình cho các bạn xem những loài cá nào đầu tiên? Cá tím hay là cá xanh tím hay là cá xanh nước biển hay là cá xanh lá cây? Rồi, bây giờ đầu tiên là các bạn nhìn lên màn hình của mình nè. Đây để mình cho các bạn coi nè. Đã mất tiêu ta. Lại sâu. Lưu hình ảnh PC dữ liệu nè. Rồi, ok. Tan tan. Đó chính là cái con cá voi xanh trắng nha các bạn ha. Rồi, bây giờ các bạn coi nè. Đây chính là cái loài cá tím đầu tiên. Con này là con cá voi xanh trắng. Mọi người thấy hình của nó chưa? Rồi, thì nó sẽ xuất hiện ở cái khu vực hải đăng nha các bạn. Ở khu vực hải đăng nha. Con này thì sẽ xuất hiện ở khu vực hải đăng ở Plaza đấy mọi người. Thì mọi người có thể ra hải đăng để các bạn câu. Thời gian xuất hiện là từ tháng 1 cho đến tháng 12 nha. Rồi, xong như vậy là xong con cá đầu tiên nè. Và mọi người nhớ, bạn nào mà muốn lấy hình của mình để mà làm lại clip á thì nhớ để tên của mình nha. Tại vì mấy cái hình này là mình ngồi mình xin của admin rồi mình edit lại nha mọi người. Mình chỉnh sửa lại nha. Rồi, tiếp tục nữa. Đó chính là cái em cá chi hải tượng trắng nha mọi người. Con chi hải tượng trắng. Cái con này á thì nó sẽ xuất hiện ở bãi biển và nó sẽ xuất hiện cả ngày luôn. Và các bạn biết ở bãi biển có thêm một loài cá trắng nào nữa không? Đó chính là em rùa nha. Một lát nữa mình cho các bạn xem. Thì các bạn nào mà muốn đi câu con này á thì các bạn nhớ ra bãi biển của Bờ Lê Gia hoặc là bãi biển của nhà 700 kim cương cũng có nha các bạn. Bóng bốn nha. Ta sẽ lên được con chi hải tượng trắng nha mọi người. Rồi, tiếp tục nữa. Đó chính là cái con kỳ nhông Asilo trắng. Thì cái con này thì chắc chắn là sáng giờ có vài bạn lên rồi. Mình đi câu nhưng mà không có lên, khá là tiếc. Con này nó sẽ xuất hiện tại nhà của mình, nhà 54K hoặc là nhà 700 kim cương tại cái hồ nước ngọt á. Hoặc là các bạn có thể câu ở trung tâm thời trang ngay chỗ mà các bạn câu cá heo hồng á. Thời gian xuất hiện của nó là vào ban ngày thôi nha mọi người. Ban ngày. Và bóng của nó là bóng 1 nha. Mọi người lưu ý nha. Cái nào mình biết thì mình chỉ nha. Cái này là bóng 1 nha mọi người. Rồi, tiếp tục nữa, đó chính là tên tên cá nhám voi trắng. Con cá nhám voi trắng này á, thì nó sẽ xuất hiện ở khu vực thuyền ở miền Bờ Lê Gia. Cái con này thì mình chưa có câu lên được nha mọi người, nên là mình cũng không biết là ngoại hình lộn bóng máy nha mọi người. Các bạn đã biết bóng máy con cá này thì các bạn chỉ với mình với nha. Rồi, cá nhám voi trắng nha mọi người ơi. Tiếp tục nữa, đó chính là con hải long lá trắng. Ôi, cái con này thì nó bóng nhất bóng bóng mấy ta, bóng 1 nữa bóng 2 gì đó mọi người. Khu vực xuất hiện của nó là ở ngoài biển sâu nè, hải đăng nè, xa khơi khu nghỉ dưỡng nè, tàu đắm khu nghỉ dưỡng nè, hoặc là biển sâu khu nghỉ dưỡng. Và thời gian của nó chính là cả ngày nha mọi người, cả ngày nha. Bóng của nó bé tí luôn, bóng 1 bóng 2 gì đó mọi người. Nói chung là các bạn cứ câu bóng nhỏ lên cho mình, tại vì bóng nhỏ sẽ có vài con cá trắng nữa. Một lát mình cho các bạn xem luôn. Như vậy là xong con hải long lá trắng nha. Rồi, tiếp theo nữa là cái con rùa biển trắng. Con này thì hồi nãy mình nói rồi, con này á là sẽ xuất hiện ở bãi biển nè, vào ban ngày, và xuất hiện bãi biển Plaza hoặc là bãi biển của nhà 700 kim cương đều có nha các bạn ha. Rùa biển trắng nha mọi người, rùa biển trắng nha. Rồi, tiếp tục nữa, đó chính là cái em ba ba trắng. Thì cái con này thì sẽ có nhiều chỗ cho các bạn câu lắm luôn á. Một là các bạn có thể câu ở ao này, Fishing City này, hoặc là hồ bơi khu trung tâm, hoặc là ao khu nghỉ dưỡng, hoặc là hồ bơi khu nghỉ dưỡng ao rừng Bonobono. Và thời gian của nó chính là cả ngày. Con này hình như là bóng 2 đúng không mọi người ha? Hình như là bóng 2 đó mọi người, bóng 1 bóng 2 gì á. Mình cũng câu rồi nhưng mà câu con thường thôi. Rồi, tiếp tục nữa, đó chính là em thương long trắng. Con này thì các bạn sẽ câu lên bóng 6 nha. Và điều đặc biệt á là đợt này á là những cái con cá bóng 6 lại có thêm cả những con cá trắng đấy nha mọi người. Ví dụ như con thương long trắng nè, xa khơi khu nghỉ dưỡng, và thời gian đó chính là cả ngày. Con này thì nó dễ câu hơn so với những con bóng 6 khác nha. Rồi, tiếp tục nữa, đó chính là em cá hải tượng trắng. Wow, các bạn biết cá hải tượng đâu không? Chắc lâu rồi các bạn có ít câu đúng không? Con này thì ở bên khu cabin nha, ngay chỗ cái hồ khu cắm trại này, ngay chỗ thác nước luôn á. Thì các bạn lại đó các bạn câu, hoặc là các bạn câu phía dưới này cũng được, ngay chỗ cái cầu cũng được. Thời gian xuất hiện là cả ngày nha. Bóng con này là bóng 4 luôn nha các bạn, bóng 4 nè, con này cá lớn nha, cá hải tượng trắng. Rồi, tiếp tục nữa, đó chính là em cá sấu mõm dài. Con này thì cũng bên khu cabin nhưng mà chỉ có ở thác nước thôi chứ không phải là chỗ cái cầu nha mọi người, ở thác nước nha. Thác nước vào ban đêm. Vào ban đêm nha mọi người. Con này hình như cũng là bóng lớn nha mọi người. Rồi, tiếp tục nữa là đó chính là cái nền xanh trắng, cái nền xanh tím nha. Đó chính là em cá nhà tán đầu trắng. Wow, cá nhà tán thì ngày xưa các bạn đi câu cá nhà tán ở đâu nhờ? Lúc trước á, con cá nhà tán thường á thì các bạn sẽ câu bóng 5 đúng không ta? Thì các bạn sẽ câu bóng 5 bên bờ lá dai ngay chỗ thuyền nha, vào buổi tối nha. Còn cái con cá nhà tán đầu trắng bây giờ hình như là, đúng rồi, nó là bóng 6 nha các bạn. Tại vì hồi sáng có một bạn câu rồi thì mình có xem lại rồi là bóng 6. Thì vị trí nó chính là xa khơi khu nghỉ dưỡng nha các bạn, lưu ý nha, xa khơi khu nghỉ dưỡng và bóng 6 nha, chứ không phải là bóng 5 nha mọi người. Con cá nhà tán đầu trắng này sẽ là bóng 6. Uầy, khó câu lắm luôn đấy các bạn ơi, không phải giỡn đâu. Chúc các bạn thành công khi mà câu được con cá lên vương miện nha. Wow,
cá voi lưng gù trắng nha mọi người ơi, cá voi lưng gù trắng nha. Con cá voi lưng gù trắng này á, thì hồi sáng trong team của mình thì có một bạn đã câu thành công con cá voi lưng gù trắng này rồi. Con này thì chắc chắn là các bạn cũng đã biết bóng máy và địa điểm ở đâu đúng không? Thì nó là bóng sáu nha mọi người ha. Thì các bạn sẽ câu nó ở phía ngoài chỗ xa cái hố đen á mọi người. Ở bên khu nghỉ dưỡng á, thì chỗ này gọi là khu xa khu khu nghỉ dưỡng nha mọi người, xa khơi khu nghỉ dưỡng nha. Đó, thì các bạn câu khoảng mép mép ngay chỗ cái phần mà hố đen này là được nha. Còn phía bên trong bên kia hố đen á, thì chỗ đó là vùng biển sâu, còn phía bên ngoài này á là xa khơi khu nghỉ dưỡng. Rồi thì là bóng sáu nha các bạn ha. Con này thì cũng khá là căng đấy mọi người. Nhưng mà các bạn yên tâm, ngày hôm nay là admin đã tăng tỷ lệ bóng sáu lên rồi. Cho nên là những bạn nào mà câu bóng sáu thì rất là dễ luôn nha. Con cá tiếp theo đó chính là con cá gì đây? À, con cá sấu trắng. À, con cá sấu trắng này thì khỏi nói rồi các bạn. Con này thì ở nhà của mình nha mọi người, ở nhà nha và xuất hiện cả ngày nha mọi người ơi. Bóng năm nha mọi người, bóng năm nha. Một lát nữa thì tôi sẽ cho các bạn xem bí mật của tôi. Rồi, tiếp tục nữa, đó chính là những con cá thường, ví dụ như là con cá thiên thần pháp trắng này. Con này thì mọi người sẽ câu bóng hai nha. Bóng hai ở bãi biển cũng có nè. Và thời gian xuất hiện nó là cả ngày nha, tất cả vùng biển luôn. Xa khơi hay là tàu đắm hay là biển sâu đều có nha mọi người, bóng hai nha. Rồi, tiếp tục nữa là con bạch tuộc zombo trắng. Con này thì các bạn sẽ câu bóng hai đúng không mọi người? Thì ở biển sâu này, thuyền này, hải đăng này, hố xanh này, xa khơi khu nghỉ dưỡng này, tàu đắm khu nghỉ dưỡng này, biển sâu này, cả ngày luôn. Rồi, tiếp tục nữa đó chính là con cá trạng nguyên vàng trắng, hồ khu cắm trại vào ban ngày. Rồi, tiếp tục nữa là con cá gì ta? Con cá con cua hoàng đế nha các bạn, cua hoàng đế nha. Con này là con cua hoàng đế. Con cua hoàng đế thì ở hố xanh cả ngày luôn này. À, hố xanh cả ngày hả? Được. Rồi, và con cuối cùng đó chính là con mực ma cà rồng trắng, hố xanh vào ban đêm. Đấy, à đúng rồi, còn hai con cá cùi nữa bạn, hai con cá cùi bắp nhất. Hình như là con cá tế, con cá tế trắng vương miện nha mọi người. Con cá tế trắng vương miện nha. Con này thì các bạn câu ở mấy chỗ hồ nước ngọt bóng một nha mọi người. Với lại con sao biển trắng luôn nha. Hai con này thì hồi sáng mình câu lên được hết rồi. Đó, mọi người coi kìa. Ok, như vậy là xong hết tất cả các 20 loài cá, vị trí này, thời gian, địa điểm nè. Các bạn nhìn vào này các bạn câu. Bạn nào muốn lấy mấy tấm ảnh này á, thì mình sẽ đăng vào nhóm của mình nha. Các bạn vào đó các bạn lấy nha mọi người. Mình sẽ để cái link nhóm Facebook phía dưới nha. Mình sẽ đăng hết 20 tấm ảnh này vào trong nhóm. Các bạn lên đó các bạn xem thời gian, vị trí, địa điểm để các bạn so sánh, các bạn câu cho nó dễ nha. Ôi, test thực tế luôn. Thì mình đã câu lên con sao biển trắng. Thì mấy cái con này á là các bạn câu. Mình hiện tại là mình đang câu ở biển sâu nha. Ngay chỗ bên khu nghỉ dưỡng á, thì mình đang săn cái con cá voi đầu công nha mọi người. Lộn, con cá voi lưng cụt trắng nha. Nhưng mà sáng giờ nó không có lên các bạn. Kiếm cái bóng sáu khó gần xỉu luôn á. Sáng giờ mình treo nguyên cái buổi luôn á. Thì nó lên sao biển trắng vương miện với lại sao biển trắng thường thì lên rất là nhiều. Đấy. Thì sau khi mà các bạn xem xong 20 loài cá này của mình rồi thì các bạn sẽ biết được cái vị trí và thời gian nào để các bạn đi câu. Mình nghĩ là ví dụ như là buổi tối thì các bạn có thể ghé vào trong khu cabin á, để mà các bạn câu cho mình cái con cá, ví dụ như là con cá sáu mõm dài này, hoặc là con gì đó mọi người, cá sáu mõm dài lại con gì ta, con hải tượng, đúng rồi, hai con đó nha. Các bạn câu ở chỗ thác nước luôn, các bạn câu ở chỗ thác nước luôn. Buổi tối thì các bạn sẽ vào đó các bạn câu, bắt đầu trời sáng là các bạn ra bãi biển, các bạn câu cho mình hai con, đó chính là chiên hải tượng trắng và rùa trắng nha. Rồi khi mà các bạn câu xong hết hai con này rồi, thì mấy con này được rồi, thì các bạn có thể câu qua con khác. Ví dụ như các bạn chuyển về nhà, các bạn câu cho mình là con kỳ nhông asolo trắng này, với lại 4-5 là con cá sấu trắng nha mọi người. Ok, bây giờ thì mình đang câu tại nhà của mình và mình sẽ săn cái con cá sấu trắng cho anh em xem luôn nha. Rồi, con này thì mình thấy dễ săn nhất, bởi vì là chỉ cần có việc ngồi lọc cho mình hai bóng thôi, bóng một với bóng năm nha. Bóng một lấy kỳ nhông, bóng năm lấy cá sấu trắng. Nhưng mà cũng hên xui nha, không phải lúc nào mà bóng năm nó cũng lên sấu trắng đâu, tại vì là có thể là nó sẽ lên được sấu thường hoặc là sấu thường vương miện nha mọi người. Đấy, các bạn thấy cá tế trắng không? Khá là nhiều nha, lại là cá tế trắng vương miện nữa. Quái cái chữ thật chứ, toàn cá tế trắng vương miện không à. Ok luôn, sáng giờ tôi lên toàn mấy con cá tế trắng không à. Bây giờ hy vọng là sẽ lên được một em bóng năm. Bóng năm nha. Bình tĩnh các bạn ơi. Một nhấp này. Bóng năm thì nó dễ câu hơn bóng sáu nha mọi người. Hai nhấp. Ba nhấp đã ăn luôn. Ui, lên cái gì đây? Wow, cá sấu trắng các bạn ơi, cá sấu trắng. Rồi, như vậy là mình đã có cá sấu trắng rồi các bạn ơi. Ha ha ha, trời, hồi sáng giờ mình ngồi với mấy bạn á, mình câu nguyên cái buổi sáng từ lúc 7 giờ cho tới 8 giờ rưỡi luôn mà không lên được cái con nào. Á du, anh Thịnh cái gì vậy? Vãi cả lắc đấy chứ, vãi cái chữ thật mọi người. Rồi, ok, như vậy á là mình đã có được con cá sấu trắng đầu tiên trong ngôi nhà này của mình nha. Hồi sáng giờ nói chung là không có bạn nào ra được con cá sấu trắng luôn. Nói chung mình ra cũng thuộc dạng là sớm đó mọi người. Luôn rồi á. Rồi như vậy thì các bạn đã thấy là mình câu được con cá sấu trắng chưa? Rất tiếc là cái con cá này nó không có vương miện nha. Hy vọng là lần sau mình lên thì nó sẽ lên được vương miện nha. Cướp cá sấu à, anh có cướp đâu. Trời ơi, đây là nhân phẩm thôi anh em ơi, nhân phẩm thôi nha mọi người.
Đấy, đi một vòng cho các bạn coi nè. Thì ngoại hình của con cá sấu trắng này thì nó cũng giống như cá sấu thường thôi, nhưng mà mình thấy hình như cái mũi của nó hơi dài sao á, với lại thì cái màu nó mà bạch tại nha. Đợt này thì game bị đột biến hay sao á, lên tới 20 loài cá sấu cá trắng luôn nha mọi người. Trong đó thì sẽ có hai loài khó câu, đó chính là cái con gì ta, à mình lên được cá sấu vương miệng mini này, à sao lên được hai con luôn hả? Đó chính là cái con cá nhà tán là một nè, cá voi lưng gù là hai nè. Đó, hai con đó thì khá là khó câu tại vì nó là bóng xấu hết nha mọi người. Rồi, bây giờ các bạn muốn mình săn con cá gì thì các bạn nhớ bấm đăng ký kênh, like clip, tham gia mini game ngày hôm nay, và các bạn cùng chờ đợi trong cái video ngày hôm sau. Chắc chắn là mình sẽ câu nhiều hơn cho các bạn coi. Nói chung là mới ra nên đó là các bạn câu nó sẽ thấy khó hơn nha mọi người. Bữa nay nói chung là khó ra cá lắm các bạn, khó cực kỳ luôn. Hồi sáng giờ mình ngồi mình treo với mấy bạn, mình câu cả buổi luôn mà chỉ được có một con à. Chắc là mình sẽ ra biển mình câu nha. Đấy các bạn thấy không, à, ra ngoài biển á, vào ban ngày á, thì tụi mình sẽ săn con chi hải tượng trắng với lại con rùa trắng bóng bốn nha mọi người. Thì cũng có bóng bốn luôn, nhưng mà lên con gì thì tôi không biết à, chịu à. Đó nha, hai nhấp, ba nhấp nè, lên luôn nè. Hải mã hả? Ở đó mà hả mã hả? Ừ, trời ơi, cái gì cũng luôn. Cái gì vậy? Chán thế. Rồi, tiếp tục lại một cái bóng bốn cuối giờ nữa nha mọi người, cuối ban ngày nha. Giờ này cuối cuối dễ lên rùa lắm luôn á. Để coi thử lên được con chi hải tượng trắng không? Lên rùa hay lên gì ngon ngon không nhỉ? Rùa trắng rồi à? Toàn cái nền trắng nữa. Hên xui thôi, hên xui thôi, hên xui thôi. Ai mà đoán được. Ui, nhấp nhiều thế này là dễ lên cá trắng lắm nha. Nghi lắm luôn nè, cá xịn này. À, hay rồi đó. Rồi tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại các bạn trong clip sau nha.